Đây tôi sẽ tháo cái xi xi măng ra khỏi về cái khay này được đặt trong cái khay nhựa nhé mọi người xem chiếc xi thép chở xi măng rời này đây là phần xi tiết này và trên là phần đầu kéo này mọi người xem cái phần bồn xi tiết này thì đều được làm bằng hợp kim Phần đầu kéo vậy. Phần đầu kéo thì chúng ta có thể mở được cửa này. Và đóng được cửa này. Bên trong phần đầu kéo thì sẽ có một cái chú lái xe đầu kéo nhé. Phần đầu kéo và phần si tiết thì chúng ta có thể tách rời được. Chúng ta để một góc 90 độ này. Nhắc lên là xong. đó Khi chúng ta tách rời phần si tiết ra. Ở dưới phần si tiết thì sẽ có một bộ dàn lốp này đây là cái chân đế để dựng uh, chi tiết này một tả giống uh, ngoài uh, đời thực khi chúng ta dựng này còn đây là phần đầu kéo này tất cả phần đầu kéo và chi tiết thì đều là mô hình tĩnh không có đèn không có nhạc và không thể có phần bánh này thì có thể xoay và di chuyển được tương tự như thế bánh phần đầu kéo thì chúng ta cũng thể xoay và di chuyển được à, trên đây thì chúng tôi sẽ đánh giá chiếc đầu kéo xiết trở xi măng rời cảm ơn mọi người đã quan tâm.